so với vụ hè thu thì giáp hấp tạo mầm này thì nó muốn ngắn hơn rất nhiều, nó muốn là bằng với đông xuân luôn. Cái vé thì bên ruộng tạo mầm nó nhiều hơn, bên ruộng không có tạo mầm là một vé. Là số hạt thì bình quân bên tạo mầm thì khoảng từ 130 đến 140 hạt. Thì hàng năm thì của anh thì nó rơi vào khoảng cỡ 800 và đến 950. Ngọc Phụng xin kính chào quý khán giả và quý nhà nông thân mến. Thưa bà con, dạo gần đây giải pháp tạo mầm là một trong những giải pháp được bà con mình yêu thích và ứng dụng rộng rãi. Và ngoài việc giúp lúa cứng cây nụ gốc thì nó còn đem lại lợi ích, đó chính là trổ thóc nhanh và vào gọng mạnh, là một trong những ưu điểm dễ dàng thấy của những ô ruộng tạo mầm. Và ngày hôm nay, ban biên tập đang có mặt tại ô ruộng của anh Nghĩa ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau để mà chia sẻ những thước hình thực tế về ô ruộng tạo mầm và đề ra giải pháp phun xịt quản lý bệnh hại giai đoạn trổ. Ngay bây giờ xin mời bà con mình cùng theo dõi nhé. Cà Mau ruộng lúa màu xanh ngát, gió thổi rì rào sóng lúa trôi, dưới nắng chiều rơi hạt chắc rồi, anh em ta đó vui mùa gặt. Nghe nói Cà Mau xa lắm, nghe đâu lúa ở Cà Mau có nhiều cái hay, nên chuyến công tác kỳ này có thể thành công, anh nguyện đi cùng ban biên tập đến khám phá vùng đất lạ. Câu chuyện hôm nay được bén duyên từ một giải pháp mang tên tạo mầm. Nói nhanh về tạo mầm thì cách làm này được tiến hành ở khoảng ngày cuối đẻ nhánh, nhằm mang lại những lợi ích cho cây lúa như giúp rễ lúa phát triển tốt, cây đứng vững và hút dinh dưỡng hiệu quả. Nhờ đó lúa cứng thân, nụ gốc, hạn chế đổ ngã trong điều kiện thời tiết bất lợi. Xem clip anh Phát Nông thấy nhiều nơi ứng dụng thành công nên anh Nghĩa chủ ruộng đã tìm tòi thí nghiệm, đến nay đã đạt kết quả khả quan. Các đoàn khách xa chẳng đợi chủ nhà mời gọi đã háo hức đi trước. Anh Nguyễn chọn đúng bờ ranh giữa ruộng tạo mầm và đối chứng. Vừa đi anh đảo mắt dòm qua ngó lại để so sánh. Độ khoảng chục tầm đất, anh Nguyễn dừng lại vuốt cằm gật gù, công nhận lúa tạo mầm trổ lẹ dữ. Được biết ruộng lúa tạo mầm trước mắt sạ một lượt với xung quanh, đang trổ nhanh trổ tốt nên nhìn sáng sủa khác biệt thấy rõ. Anh Nguyễn nựng nựng mấy bông lúa rồi nói, lúa trổ xong công luôn rồi, đỡ tốn cử thuốc quá ngon. Nói chung là cái giải pháp tạo mầm á, giai đoạn từ 33-35 ngày cho lúa mà UM18 á, là chỗ gộ. Nói chung là chỗ lực, gộ, đều, sau này mình dễ quản lý dịch hại. So với vụ hè thu thì giải pháp tạo mầm này thì nó muốn ngắn hơn rất nhiều. Nó muốn là bằng với đông xuân luôn. Nếu mà từ đẹp xẹt đến chỗ đều là phun 3 cử á, nhưng mà giải pháp tạo mầm này có thể bỏ một cử, mình phun 2 cử. Thì sang năm tôi sẽ áp dụng cho ruộng tôi. Anh Nguyễn thanh thoát bao nhiêu thì anh Công nhà mình lại từ tốn đến lạ. Anh Công cứ chậm chậm mân mê từng bông lúa rồi lần dò từng ché từng hạt. Nghe miệng anh lẩm nhẩm 11, 12 gì đó không rõ. Hết phần bông anh Công mò xuống tới phần cổ, ướm tới ướm lui mấy lượt, dường như phát hiện ra điều gì đó tầm đắc, anh Công cười mỉm. Thế ổng cứ làm ra vẻ bí hiểm, anh em hỏi, sao anh Công, thấy tạo mầm ổn không anh? Anh Công mặt nghiêm túc rồi chậm rãi trả lời, không ổn, không ổn, mà phải nói quá ổn mới đúng. Theo em đánh giá thì cái nết chỗ bên cái ruộng tạo mầm á, thì nó chỗ đều hơn, chỗ gộ hơn, nhanh hơn cái ruộng mà bên không có tạo mầm. Về phía chỗ á, thì mình có để ý là thấy ruộng bên tạo mầm á, thì cái cổ lúa khi chỗ nó ngắn hơn, còn khi mà ruộng không có tạo mầm thì cổ nó dài hơn. Về cái độ nù bông á, thì mình thấy nhận thấy bằng mắt thường á, thì bên ruộng tạo mầm á, nó nù hơn, nó nhạt dẻ hơn. Còn bên ruộng không tạo mầm thì nó hơi thưa dé hơn và cái bông nó ốm mà nó dài. Về số dé và số hạt thì mình thấy cái dé thì bên ruộng tạo mầm nó nhiều hơn, bên ruộng không có tạo mầm là một dé. Là số hạt thì bình quân bên tạo mầm thì khoảng từ 130 đến 140 hạt. Còn bên ruộng không có tạo mầm thì khoảng 100 đến 110 hạt. Ai làm gì làm, riêng anh Nghĩa chủ ruộng cứ thông thả dạo bước trên ô ruộng tạo mầm phơi phới. Chiều dần buông, ánh nắng nhạt nhúm lên những bông lúa mới độ ngậm sữa. Gió thổi nhẹ mang theo hương lúa mới thơm ngát. Anh Nghĩa nhìn dàn lúa mà lòng tràn đầy niềm vui. Anh nói, cũng hên tạo mầm lúa đẹp rủ kỹ sư mới xuống, chứ bình thường dễ gì.
anh em phân trần, không có à nghen, tại không đủ nhiệt tình chứ bộ. Anh Nghĩa cười rồi kể, mấy nay có nhiều anh chú chung đồng ghé qua hỏi cách thức tạo mầm. Anh Nghĩa có sao nói vậy, chỉ hết từng chi tiết cho bà con. Anh khoe, ông nào nghe xong cũng khoái, tính đồng xuân làm theo hết. Anh Nghĩa chia sẻ, khu này thường phải hứng nước mưa làm lúa, nên đậu phụ phải chịu cảnh ngập. Cho mẹ cho con hỏng đều, nên trổ luống trước, luống sau, năm nào cắt cũng bị neo ngày. Năm nay tạo mầm trổ đồng loạt, chín một lượt cắt chắc khỏe. Anh Nghĩa dự tính sắp tới sẽ tăng liều bắt lo sữa, rồi thí nghiệm tạo mầm trên nhiều giống để đánh giá khác biệt. Chuyện tạo mầm cứ thế tuôn ra không dứt. Thế anh Nghĩa cao hứng, anh em tìm một gốc gò cao ngồi tâm sự thêm cho đã. Dạ anh Nghĩa thân mến, là nãy giờ em sau khi mà em đi thăm ô ruộng của anh á một vòng á, thì không biết là anh đã biết đến giải pháp tạo mầm này á là từ lúc nào vậy anh? Thì cũng mình qua mình nghiên cứu các cái kỹ thuật á. Dạ. Về trồng lúa thì mình cũng có tìm đến cái kênh YouTube của An Phát Nông, thì trên đó mình gặp được chỗ anh Vũ á. Dạ. Có chia với những anh em mừng ruộng khác á. Dạ. Thì cũng có chia sẻ cái giải pháp tạo mầm trên cây lúa, thì từ đó mình mới áp dụng thử cho cái miếng ruộng lúa nhà mình. Dạ. Thì thấy cái bước đầu thấy cái hiệu quả nó cũng rất là đạt. Dạ. Cũng giống như cái ý mình mong muốn. Dạ anh Nghĩa, vậy là mình phun tạo mầm á là lúc lúa bao nhiêu ngày và liều lượng như thế nào vậy anh? Thì vụ này á, là anh phun vào lúc lúa 35 ngày. Dạ. Thì đối với cái giống OM18. Dạ. Thì liều lượng á, là ở đây anh phun bằng máy bay á, thì anh sử dụng một chai bắc lo và một chai Gigon cho 1 hectare. Vậy là cái liều lượng này á là nó khá giống với quy trình của bên công ty của em. Vậy thì sau khi phun thì bao nhiêu ngày anh thấy sự khác biệt ra? Thì khoảng cỡ mình phun á, thì khoảng cỡ 2-3 ngày sau á là mình đi thăm ruộng á. Dạ. Thì mình thấy rồi. Dạ. Tức là mình thấy cái lá lúa nó sẽ không có bị phượt mà nó ngắn lá lại hơn những cái chỗ khác mà mình không phun. Thứ hai á là mình nhìn thấy cái gốc lúa nó nụ ra. Cái gốc lúa nó nụ, nó tròn ra. Cái lúa nhìn thấy nó lùn, nó mập cái cây đó. Dạ, vậy là đó là những điểm mà sau khi mình phun tạo mầm rồi. Vậy từ khi mà lúc lúa trổ đến lúc mà lúa trổ đều á thì bao nhiêu ngày vậy anh? Thì theo anh thấy á, thì khi mình phun cái giải pháp tạo mầm này, lúa nó trổ rất là nhanh. Dạ. Rất là đồng loạt. Thì từ cái lúc chỗ đến chỗ đều nó sẽ rơi vào khoảng từ 5 đến 7 ngày. Dạ. Trong khoảng đó, 5 đến 7 ngày. Dạ, theo anh á, thì việc trổ nhanh như vậy á, thì nó có ưu điểm gì trong thời tiết là mưa gió nhiều như hiện tại không anh? Thì anh thấy á, cái việc trổ nhanh á, trong cái thời tiết mà mưa bão nhiều như hiện nay thì nó rất cần thiết. Tại vì mình trổ nhanh lên thì nó đỡ đi những cái dịch hại, mà lúa mình trổ thoát được nhanh á. Thì nó sẽ giúp chúng ta cái nó vào gạo rồi nhanh, tránh những cái thời lúc mà chỗ mà gặp mưa á. Dạ. Là nó sẽ bị lép lép á, nên cái đó cũng rất là hay. Dạ. Mình chỗ nhanh thì trong cái lúc trời mà nó sững nắng được á, lúa nó chỗ thoát hết trơn rồi nó thụ phấn được hết trơn á, thì nó ổn hơn. Còn nếu mà mình chỗ chậm rồi cứ chỗ chậm từ vậy thì nó, nếu mà lỡ trời có gặp mưa hoặc gì chẳng hạn thì nó sẽ dẫn đến lem lép nhiều. Dạ anh Nghĩa ơi, vậy là vụ này á, do trời mưa thì anh mới sử dụng là tạo mầm. Vậy không biết vụ sau anh có tiếp tục ứng dụng giải pháp tạo mầm không anh? Ứng dụng chứ Ngọc Phụng. Vụ nào anh cũng đông xuân hay hè thu thì anh cũng ứng dụng giải pháp tạo mầm hết. Tại vì trong nó có cái hay cái gì nè. Tức là khi mình làm cái giải pháp tạo mầm này á, lúa nó trổ nhanh, nó trổ được đồng loạt. Thì nữa thì nó sẽ chín được một lượt, chín đồng loạt hơn. Nên anh rất thích, nên vụ nào anh cũng xài giải pháp tạo mầm này hết. Bà con thân mến, với những thước hình đầu của chương trình thì đã chia sẻ chi tiết về giải pháp tạo mầm và những hiệu quả mà nó đem lại cho ô ruộng. Với hiện tại thì ô ruộng của anh Nghĩa đã là giai đoạn cống trái me rồi. Đây là thời điểm quan trọng để mà quản lý dịch hại và thúc đẩy vào gạo. Tất cả sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Xin mời bà con mình cùng tiếp tục theo dõi. Chuyện tạo mầm đã xong, giờ là lúc tính toán cho những cử phun cuối giúp lúa vào gạo sạch bệnh. Hỏi anh Nghĩa, lúa Cà Mau có đặc sản gì không ta? Anh nói, có chứ, cháy rầy nè, gãy cổ nè, bắn máy bay nè, đặc sản dữ luôn. Anh em chân hững, gì ghê về trời. Anh Nghĩa đáp, thiệt, giờ tới cắt mưa nhiều dễ bệnh, nhằm khi bệnh kéo luôn, lúa trúng cũng thành thất chứ giỡn.
Cái cách nhà nông trẻ nói chuyện Dịch Hại nghe như đang đùa hết sức. Tình thiệt thì thời tiết dạo này cứ như một đứa trẻ con, lúc nắng chang chang, lúc thì mưa tầm tã. Cây lúa của anh Nghĩa đang trong giai đoạn vào gạo, cây chăm chút hạt như phụ nữ chăm con nên rất mẫn cảm. Mấy nay mỗi khi trời rất hột mưa, anh Nghĩa cứ như ngồi trên đống lửa. Anh lo lắng đủ loại sâu bệnh sẽ tấn công ruộng lúa, rồi tưởng tượng ra đủ loại khuẩn nấm đang rình rập xơi tái lúa của mình. Anh tâm sự, lúa tạo mầm đang đẹp, lỡ bệnh lúa thất buồn ít, chứ bị người ta cười chắc mắc cỡ chết luôn. Thì đối với cái ruộng lúa của mình thì từ đây tới thu hoạch thì mình sẽ thăm đồng thường xuyên, quan tâm một số cái dịch hại chủ yếu á. Thứ nhất là về cái vấn đề gà nâu, quản lý gà nâu không để bùng phát trên ruộng mình. Cái thứ hai nữa là mình làm sao mình ngừa được cái vấn đề là đậu ôn dẫn đến lem lép hạt. Và cái nữa là cái vi khuẩn. Thì hàng năm thì của anh thì nó rơi vào khoảng cỡ 800 và đến 950. Thì cũng tùy theo thời tiết, tùy theo mùa. Thì anh thì muốn cái năng suất khoảng cỡ 800 trên 800 thôi. Cỡ đó đối với vụ hè thu mà dùng đất này thì ổn rồi, rất là ok. Bà con thân mến, hôm nay thì có dịp mình về lại cái quê hương đất mũi Cà Mau bà con. Và cũng rất là vui khi mà cái giải pháp tạo mầm của anh em và nhà nông chúng ta mình thí nghiệm ra được bà con chúng ta đón nhận. Vâng, và Hoàng Vũ cũng xin nhắc nhớ tí xíu, dù đối với cái OM18 của vụ thu đông đó thì bà con mình rớt cử tạo mầm vào lối 35 ngày bà con. Nhưng mà những cái giống như là OM380 nè, rồi OM34 hoặc là OM54-51 đó thì mình đi sớm hơn chút, khoảng chừng 33 ngày là bà con chúng ta đã rớt cử tạo mầm được rồi. Vâng, kính thưa bà con, thì những cái hiệu quả thấy được cũng như những lợi ích mà nó mang lại thì quý anh quý chú chúng ta cũng đã chia sẻ rồi. Nhưng mà bây giờ về cái tình hình mà dịch hại ở cử không trái me về sao đó bà con, thì cái vấn đề mà anh Nghĩa lo lắng, một là rầy nâu và hai là đậu ôn vi khuẩn lem lép, thì mình xếp qua cái nhóm bệnh hại bà con ha. Đối với rầy nâu thì thực tế thì Hoàng Vũ cũng vạch gốc nhưng mà thấy có nhưng mà nó cũng ít bà con. Và ở đây thì có cái đặc thù là chúng ta rất là khó để chúng ta bơm nước ra được. Nhưng mà mình trở lại thì đâu đó biết đâu là nó lại là môi trường của những con dương cá rô rồi này kia nè bà con. Nó ăn bớt cũng đỡ, và hy vọng là anh Nghĩa sẽ đỡ tốn những cái cử phun xịt. Nhưng mà riêng về những cái bệnh hại đó thì mình lo là đúng đó bà con ha. Đạo ôn thì dạo gần đây thì bà con đi thăm đồng cũng có nghe quý anh chú mình hối rồi. Cho nên là về cái cử công trái me đó, chắc là Hoàng Vũ sẽ khuyến cáo anh Nghĩa mình làm lại cử Happy Gone nữa bà con. Happy Gone, khuẩn ABN, và bà con mình kết hợp với nano kẽm và nano ca cộng đó bà con ha. Còn tới cái cử cuối cùng thì mình tùy tình hình. Bây giờ chúng ta đã có sẵn cái nền, đó là Vin 10, ca cộng và trụ thép rồi. Nếu có đậu ôn thì mình thêm full size, còn nếu không có nữa thì mình đỡ tốn tiền hết bà con. Vâng, thực tế thì Hoàng Vũ thấy cái mong muốn của anh Nghĩa là 800kg cho công đồng lớn thì nó cũng khá là khiêm tốn đối với cái dàn lúa này bà con. Và với Hoàng Vũ thì mình mong muốn cho thiệt là nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì cũng mong là cái việc thu hoạch của anh nó sẽ thuận lợi. Trời dần tắt nắng, thấy anh Công và anh Nguyện vẫn đang trồi sụp trên ô ruộng tạo mầm, anh Nghĩa hối, xong chưa mấy cha, mùa chín. Nghe có mùi nhậu, các anh luống cuống chạy nhanh vào, gặp nhau anh Nguyện cất lời trước. Từ nay tôi thành fan ruột của ông Nghĩa, tạo mầm quá đỉnh. Anh Công gật đầu đồng tình, đúng rồi, nhờ ổng mà tôi có thêm động lực tạo mầm, sắp tới đổi nickname Công tạo mầm luôn. Anh Nghĩa nghe xong cười ha hả, mấy cha làm quá, mà Công nhận vui thiệt, cực cỡ nào chứ dòm lúa trổ là xung liền, thôi vô nhậu. Các anh cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Cuộc gặp gỡ hôm nay không chỉ là một buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm canh tác, mà còn vun đắp một tình bạn đẹp đẽ, lâu bền. Thì em chúc ruộng anh Nghĩa và cũng như ruộng của bà con mình làm lúa thì khi mà lúa thu hoạch thì được thuận lợi, không có mưa gió, đổ ngã, và giữ vững được năng sức. Thì cũng thăm đồng theo anh em quen biết thì bây giờ thì chúc cho chủ ruộng là trúng mùa, đúng không, là được giá. Bà con thân mến, quê anh đất mũi xa vời, đậm tình sông nước, biển trời bao la, thăm đồng sẵn ghé thăm nhà, chén cơm cá mặn đậm đà nét quê. Dạ, anh Nghĩa thân mến, ngày hôm nay em cảm ơn anh đã hỗ trợ chương trình để mà thực hiện đồng phóng sự về giải pháp tạo mầm ở xứ đất mũi này. Xin chúc anh là có một vụ mùa canh tác thuận lợi, trúng giá và gia đình sung túc ạ. Xin cảm ơn Ngọc Phụng nhiều, thì cũng nhân dịp đây cũng xin
chúc cho Ngọc Phụng và bên Lâm Trình ngày càng thành công hơn nữa. Dạ. Chia sẻ càng nhiều cái giải pháp để cho áp dụng cho nông dân mình được nhiều là cái thuận lợi và được trúng mùa. Thì xin cảm ơn ban chương trình. Dạ, em cảm ơn anh Nghĩa và cảm ơn bà con đã quan tâm và theo dõi Đồng Góp Sự ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyến thăm đồng kỳ tới nhé.